continue with the Zen tradition, Exxon Zen tradition. And today, as September 2025, ngày tiếp tục tới trang thứ 10, nói về dụng công tu tập. Thì đối với thiền không cần phải thức tới nửa đêm, hạ thủ công phu tu thiền chẳng cần canh năm ngủ mà canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Some misconception in the Buddhist or Buddhist practitioner that you think that, you know, there's a certain time that is more helpful in your practice. Like in Vietnam, some people think like midnight is the best time to practice for some reason. You know, so is it because of misconceptions? Or they say like 4 o'clock is the best time. But the practice needs to be continuous. So in order to get practical results, the practice has to be continuous. That means at all time that you're conscious. And it should be practiced with everything that you do. So no, don't think about meditation as just a sitting practice. Meditation needs to be a mindful practice, a mindfulness practice. That means you're mindful of everything that you do. And that also includes not just things that you do, but things that you say and your thought, mindful of that as well. Because everything comes from the mind, start with the mind and ends with the mind. So, and we're practicing here is to cultivate wisdom, to awaken. Right? The body doesn't awake. The speech doesn't awake. It's the mind that's awake. But the mind controls everything. Controls your action and your speech. So all those factors need to be practiced. In all those, all the three levels: the mind, the body, and the speech. And it needs to be continuous, or else
it's easy for us to fall back into our pattern, our negative pattern that keeps us from moving towards the path of awakening. Khi tiếp nhở và chúng ta nhớ cảnh khổ thì hạ thủ công phu tu thiền cần biết ở trần thế có rất nhiều cảnh ác như sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khốn khổ, di danh, khóa lợi, gió sợ, sống quản, dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đớn giữa hư không, chẳng thật, tạm thời không có lâu, cố phải kháng cho thấu triệt mới biết Phật pháp là việc cứu ta ra khỏi cái biển khổ mới là mừng rỡ vui vẻ. Khi chúng ta nhớ tới những cảnh khổ mà chúng ta hay thường gặp nhất là cái cảnh sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật Ngài nói cách nay 2568 năm cho tới bây giờ thì cái sự thật đó nó vẫn không thay đổi. Ai cũng sanh ra cũng khổ. Sanh là sống là sinh ra, sống khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Có ai sợ không? Sanh thì sợ không? Mình sống mỗi ngày đây, ngâm lớp lo sợ đủ thứ hết. Sanh già bệnh chết, cái đó là cái trình luật tự nhiên, cái định luật. Ai cũng sẽ một lần trải qua hết, không có tránh khỏi. Nhiều khi chúng ta lo buồn khốn khổ, nhiều khi cái sanh già bệnh chết á, ai cũng phải trải qua. Mình lo sợ thì nó cũng sẽ đến, cho nên mình thấy phải cần phải nỗ lực tu nhiều. Lo buồn khốn khổ, lo buồn lo rồi buồn rồi khổ, ai cũng lo hết. Chưa bệnh thì lo, lúc mà sanh ra cũng lo, già thì cũng lo, bệnh thì cũng lo, và chuẩn bị chết thì cũng lo, đủ thứ hết. Lo buồn khốn khổ và buồn nữa, đủ thứ chuyện để mình buồn. Rồi dây danh, mình muốn được cái chức gì đó thì nó bị cột chói, cái dây đó nó cột chói còn hơn là cái dây ở bên ngoài. Thế dây chúng ta gọi là cái dây bằng mũ, dây bằng dây dù, dây bằng kim loại, dây bằng những cái chất gì mà nó kết chặt mà nó cũng không có bằng cái dây danh. Kẹt vào cái dân cho là mình không có nhúc nhích được, lên được làm một cái chức gì đó. Thì nhiều khi bằng chính khả năng, bằng sức lực của mình thì cũng phải biết tu tâm dưỡng tánh, biết làm điều lành tránh điều ác, và cũng thường làm những điều lành. Thì cái chức của mình làm nó mới được vững lâu dài. Nhiều khi chúng ta không khéo thì nó dây danh nó cuộc, và chúng ta cũng khó để tu tập. Rồi khóa lợi, cái ổ khóa lợi lộc, nhiều khi chúng ta khó vượt qua được. Dây danh khóa lợi, rồi gió sợ, cái sợ nhiều khi chúng ta có cái bệnh hay sợ, anh này là số hay sợ không?
nhưng mà thường giáo sợ rồi sống quản là sợ rồi quản hốt. Nhiều khi chúng ta thường ngày chúng ta không có lo tu tập, một khi cái việc nó đến chúng ta mong sợ và quản hốt, cái gió sợ và cái sóng quản giống như cái mặt nước mà nó đang yên định, một làn gió thổi qua thì những làn sóng nó lăn tăn lên, tùy theo cái mức gió nó nặng hay là nó ít hay là nó nhiều. Nó nhiều thì nó có thể nó làm ngã cây, nó làm hư nhà, như được rồi chúng ta thấy cái bão Yari nó thổi nó cuốn đi biết bao là sinh mạng, biết bao là con cây. Nên cái gió sợ và cái số quản này nó rất là mạnh mẽ, nên chúng ta thấy như vậy chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập, nhớ tới những cảnh khổ. Nhiều khi chúng ta quên những cái cảnh khổ đó và chúng ta cứ buông lung chạy theo những cái tài sắc danh thực thùy ở thế gian, chúng ta quên đi cái việc sanh tử, cái việc chính yếu nhất là nỗ lực tinh tấn tu tập. Dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đớp giữa hư không, chẳng có thật. Những cái vui đối với năm không dùng ở thế gian, những cái vui cười, vui trong chốc lát, vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nhiều khi chúng ta vui cái chúng ta quên tu, vui rồi thấy khổ, khổ rồi quên tu, rồi quên tu cho nên cứ khổ hoài. Một khi vô thường nó tới, sanh già bệnh chết nó tới, như có những vị còn khỏe mạnh thì cứ chạy theo những cái chuyện thiền thi danh lợi. Một khi nó vô thường nó tới, là bệnh tật ốm đau, ngay nơi đó chúng ta hốt quản. Thường ngày chúng ta cố gắng thấy những cái mình khổ, mình đau, mình nhức, thấy cảnh bên ngoài thay đổi, thiên tai bão lụt, sóng to gió lớn, nó nhấn chìm cái tài sản danh lợi, mà khi cái cuồng phong gió nó thổi tới thì nó cuốn phăng đi hết. Cho nên chúng ta thấy cảnh khổ đó, chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập, chẳng thật tạm thời không có lâu, những cái đó không có lâu cũng bền chắc. Cố phải kháng cho thấu triệt mới biết Phật pháp là viện cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ. Như là cái cốt á, như là cái cốt yếu nhất, cái cần thiết nhất của sự tu tập là chúng ta phải thực tập cho nó đến nơi đến chốn. Như chúng ta thực tập thiền một tuần, quý vị thiền sinh trở về đây, chúng ta thực tập theo quý thầy ngồi thiền 45 phút, rồi sáng thiền 10 phút, rồi đi thiền hành 20 phút, rồi buổi pháp thoại 40 phút trở lại. Thì khi chúng ta thiền tập ngồi thì chúng ta đã học ra phương pháp ngồi có 3 giai đoạn là nhập, trụ và xả. Thì khi chúng ta ngồi thì quý thầy trên này
ngồi làm mẫu, nhưng mà khi các vị ở đây đã ngồi xong rồi thì khi về nhà thì phải thực tập cho nó nghiêm mật mỗi ngày. Nhớ cái phần ở trên Đức Phật dạy không nên nửa đêm thức mà phải là thường liên tục mỗi ngày. Thì mỗi ngày mình chia ra, mình để dành cái thời gian khoảng 2 tiếng mình thực tập giống như y như cái buổi mình thực tập ở đây. Mỗi ngày càng ngày càng tăng lên nữa. Mình học, hiểu, ứng dụng cái lời của Phật dạy vào đời sống hàng ngày của mình, trong đi đứng nằm ngồi, để mình thấu triệt. Thấu triệt đây là mình nhận ra mình có cái niềm vui của sự tu tập. Nhiều khi tâm mình an, thân mình khỏe, khỏe mạnh, mình không có sống trọn vẹn nữa. Mình quên đi cái mình lo, cái nghi danh, cái khoa lợi, cái gió sờ, cái sống quả, nó khỏi tới. Nó làm cho mình phải bị cột đúng như đó, bị cho mình nơm nớp lo sợ. Mình quên đi cái giây phút mình tu tập ở đây là cái giờ mình rất là hạnh phúc, rất là an lành. Tại vì mình sống trọn vẹn nên mình không có gì danh, không có gì lợi. Mình ứng dụng lời Phật dạy vào cái đời sống hàng ngày, vào đời sống cái thực tế ngay nơi bản thân của mình, thân và tâm của mình. Lúc nào cũng nghĩ nhớ tới Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nếu nghĩ tới Tam Bảo Phật Pháp Tăng, kế đến nữa là chúng ta ứng dụng. Khi chúng ta ứng dụng thấy có cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc. Như quý vị đi, mình đi đâu có cần phải gấp, cũng không có đi mà cái lơ đễnh, nó nhìn quá nhìn lại. Mỗi bước chân mình đi mình biết rõ mình đang đi, những cảnh vật xung quanh mình cũng nghe rõ ràng. Mình đi 20 phút, mình đi cảm thấy nó an lạc, cảm thấy nó hạnh phúc, cảm thấy nó tràn đầy năng lượng. Mình đi không có đau nhức nè, không có người nhiều nè, mình đi cái thoải mái, hít thở cái bình thường, hít thở nè. Mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động của mình biết rõ ràng mình đang đi, làm chủ mình lúc đang đi. Và khi mình ngồi không vậy, và khi quý vị nghe một pháp thoại không vậy, mình đang nghe, mình biết mình đang nghe rõ ràng từ câu từ chữ, và mình biết rõ như vậy rồi mình ứng dụng, mình cảm thấy rất an lạc, rất hạnh phúc, rất là vui. Nhưng mà cái vui này không phải là cái vui của giống như thế gian. Vui thế gian người ta phải cười nói, tại vì có cái vui thì sẽ có cái buồn, nó có cái vui thì nó sẽ có cái buồn, nó có cái sợ thì nó sẽ có cái hết sợ. Cho nên cái vui buồn giận ghét thương sợ yêu đó vân vân, nó đến rồi nó sẽ đi, nó còn kẹt hai bên. Nhưng mà khi chúng ta tu thì chúng ta không có kẹt hai bên, giữa đường còn mất có một phần. Chúng ta trở về ứng dụng lời Phật dạy. Như này mình ngồi thiền thì ban đầu mình chưa có sống với thật cái ông chủ của mình, chưa sống trọn vẹn, cho nên cái phương tiện mình phải điếm hơi thở, theo dõi hơi thở, rồi mình biết cái những cái suy nghĩ trong đầu của mình nó là giả, không có thật. Mình trở về mình sống với cái tánh giác sẵn có trong nhà mình. Thì khi mình sống trọn vẹn thì mình, khi mình ngồi đây mình không có tham, không có sân, không có si, không có phiền não, thì ngay nơi đó là cái vui mừng, cái vui vẻ chân thật nhất đối với người tu của mình.
if you really reflect on your life, and you have some clarity, you'll find that there's a lot of suffering in your life. There's more, probably more suffering in the mind, particularly in the mind, than happiness. Happiness comes, and even happiness is conditional. It doesn't last very long. Right? And there's happiness, it's always the other side of it. What's the other side? Unhappiness, right? Discontentment, or suffering. So, you know, what are some of the suffering? When you're alive, you worry. Worry about everything, right? Worry about how are you going to get your next meal, you worry about your job, you worry about your status, you worry about all kinds of worry. You worry about your children, it's a lot of worry. What other things that bring suffering? Old age, right? What comes with old age? Illness, death, right? Weakness. And then death, weakness, right? So if you really look at it, you know, life is full of suffering. That's for the untrained mind. Now, the awakened mind or the trained mind, we have to go through everything normal person goes through. But the trained mind doesn't suffer because the trained mind sees the truth of everything. Don't get attached to things, to the delusion that we have, such as permanent, like wanting things to be permanent, wanting things to be present when it's not present, or not wanting something that's present, so being suffering. So, what does that mean? That means we don't understand. We don't have the wisdom to see ourselves and see the pattern in ourselves that creates the suffering. You know, the object out there doesn't create suffering. They're just objects. They're just conditions. But what really creates the suffering is your attitude, to say it, you know, to use a word. It's your attitude towards things. Right? And not having awareness of your attitude, you're going to continue a pattern that brings you suffering. Right? Not noting your pattern or your habits. Right? Habits is basically karma habits, attitude that brings suffering. So the practice, and then, but the thing is that all that suffering that happens in our everyday life are the moment, perfect moment for practice. Because through those discomfort, if you're able to see the suffering, and if you're able to not react, and just step, give yourself a moment without doing anything, just watch the mind, watch the suffering that occurred, right? And say, if anger comes up, okay, you're going to watch the anger. When you're watching the anger, who sees the anger? It's not the anger itself, right? You're not the anger. You're someone witnessing the anger. So there is a distance there, distant in time as well. When you're seeing that, then you're not suffering. Right? It's when you're not seeing that, when you are part of the anger. Right? It's running in the mind that you suffer. So that's why the practice of continuous practice every moment of the day is very important. It's because those moments are the moment of teaching, where we can see, we have insight if we're practicing, if we practice awareness, we can cultivate insight. Insight to what? Insight to what is causing the suffering? What are the causes of the suffering? Our delusions, right? Or our attachment. And we have insight to ourselves in terms of what are the patterns that we have or the habits that we have that we can just let go so we don't have to suffer. So that's the insight. And through that insight, you have wisdom. Now, but how does the sitting practice help you?
think about a living practice bring you the spectrum of awareness about yourself, how you relate to the world, what your attitude is, and what suffering, what is causing suffering. The sitting practice what brings you the depth of your mind. It allows you to see the depth of the mind. So those two practices together will help you on your path of awakening. Right. And we may come to a period when we're happy, right? We have the person that we want, we have the job that we want, and it's easy for us to forget to practice, right? But then, you know, that's because we don't have awareness. It's not because we don't suffer. Even when through a moment of happiness, in time of your happiness, you still have suffering. Right? Should have what? You still have suffering. Suffering, yes. Right. Keep perspective and everything. Right. Yeah. So see suffering as a reminder to practice. Mm-hmm. Right? And take those moments of suffering as the point of practice as well. Yes, of course. The practice, so when you practice, how do you practice? When you're not sitting, how do you practice? Perspective, you know, I don't like the term mindfulness. I think it's a misnomer, because the mind's already full of all kinds of stuff constantly that we have to be aware of. So I humbly suggest that right here and now that Thay move forth with the term awarefulness. Well, that's what you're saying. No, that's not what I'm saying. Hmm? Yeah. Awareness, you're always aware of something. Yeah. You don't stop having awareness. You're always aware. Even when you're asleep, you still have some awareness. Right? But are you conscious through that awareness? Mindfulness is the practice of making effort to be conscious of what you're doing. Through your awareness, you are putting effort in having consciousness. Think about awareness as this space and time. Right? You're in this awareness. But is your mind there? Are you consciously there? Or are you somewhere else? The mindfulness is the practice of bringing consciousness to what you are aware of every moment. Does that make sense? Yeah, of course. Yeah. You talked about the special kind of awareness, and I know that's very important. And would you say that it's kind of a mindful awareness and also kind of a non-judgmental awareness? Is that yes, kind yes, of? Yes, right. Right, you could translate. Right, yeah. Mindfulness là cái sự quan sát chánh niệm là có nghĩa là lúc mình có chánh niệm đó mình là không có cái sự cái tư duy mà đúng sai cũng như là cái chánh niệm đó có nghĩa là cái sự biết cái gì như là và thôi hay là nó phải có thêm phần là mình không có cái sự mà chỉ trích cái gì
về cái vấn đề gì trong cái sự hiểu biết của cái sự nhìn của mình. Thì rất nhiều các câu hỏi là khi mình tu tập mình có chánh niệm, cái chữ chánh niệm hay là mình sống làm chủ hay là sống với chính mình, cái chỉ là cái danh từ thôi. Mình cái chính nhất là mình tu là mình thường quay trở về thân và tâm của mình, quay trở về kiểm điểm trong tâm, tình tâm là từng cái ý niệm của mình khởi lên, từng cái hành động, cử chỉ, việc làm của mình. Mình quay trở về mình sống làm chủ thân và tâm của mình. Mình đi, mình biết rõ mình đang đi, mình làm việc gì, mình biết rõ mình đang làm việc đó. Nhưng mình ứng dụng là Phật dạy khi mình làm chủ rồi á, thì mình nghĩ là mình nghĩ việc làm, việc thiện. Mình làm, mình cũng làm việc làm, việc thiện. Mình nhiều nghĩ, mình làm, thì khi mình nói là mình cũng nói việc làm, việc thiện. Đó là mình tu. Đó là mình có sự làm chủ, đó là mình làm chính niệm. Mà mình quên đi á, là mình chạy theo cái thị phi, phải quấy bên ngoài. Cho nên cái sanh, cái câu chúng ta vừa học đó, nên cần biết đó, ở trên đời này rất nhiều là cảnh ác, sanh già bệnh chết rồi lo buồn khổ sở vân vân, lo sợ thì mình chạy theo đó thì nó có lo có vui có buồn đủ thứ hết, vui ít mà khổ nhiều. Nhưng mà cái đó Đức Phật này nói nó là chẳng thật, nó không có, nó chỉ tạm thời thôi. Cái phải quấy hơn thua thì kia đó, nó chỉ là một phần ít thôi, gọi là sanh già mình chết rồi lo buồn quản hốt vân vân. Nhưng khi mình được danh chút cái mình thấy vui, nhưng mà vui chưa hết mình cũng lo nhiều, lên ngồi trên cái ghế mà sợ nó hấp xuống đủ thứ hết rồi, phải có khi không có cái trọng vẹn cái sức lực của mình. Cho nên nhiều khi cái chuyện thị phi phải quấy bên ngoài chúng ta bớt khởi hành được, thấy bên ngoài về thị phi phải quấy đó là những chuyện ác. Thì vì ta chuyện có nó không, chuyện không nó có là cái năm giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giết, không rượu đó, năm cái giới đó phạm nó là điều ác. Mà nhiều khi ta làm điều ác mà không biết cái nhân quả, nên thì khi phải quấy rồi lâu chối rồi khổ sở vân vân, mà chúng ta lại kẹt vào trong đó. Chúng ta không lo tu tập, ta lo thì khi phải quấy đó, ta đau khổ. Ví dụ như cái chuyện đó, người đó cái ta ghét người đó, ta đi du quan giới quả, ta nói chuyện không nó có, chuyện có nó không, cái làm cho người đó nhiều người ta ghét, làm đau khổ. Mà cái mình nó vô mình binh cái này, người này mình thương cái người này, vô cái mình binh là từ châu binh đó mình cuốn vô trong cái thiện duyên phải quấy đó, cho mình cũng vui buồn. Bây giờ mình tu mình thấy nhân quả nghiệp báo, nhân quả nó không có sai trái. Nhiều khi Đức Phật ngày khi xưa ngày đi vậy đó, nhưng mà mình bị người ta chửi, gặp mình giờ sao, ý là mình chỉ nghe thôi đó, người ta lo chó thì phi thôi đó, mình cũng vô nữa. Hàng chỉ là ngay Đức Phật thì chửi. Đức Phật này ví dụ giống như là mình ở nhà mình có cái đám tiệc, rồi sau khi đám đó mình ví dụ trong năm có năm người thì mình có gói năm phần quà mình đem cho người này, chị A, chị B, anh B. Nhưng mà khi mình cho rồi, nhưng mà bữa nay cái món đó ví dụ như cái món đó mình ăn bị dướng nên mình không cần, mình không muốn lấy, không lấy thì cái không lấy thì cái hòa không trả gì nữa. Cho nên mình tu là mình sống tỉnh thức, mình sống tập làm chủ thân và tâm của mình. Mình thấy cái chuyện thiện tiêu phải quấy của người, nếu mà cần sự giúp đỡ của mình thì ta bớt thiện tiêu phải quấy, thì chúng ta nên giúp.
chúng ta nên xem vào để mình nói một cái lời gì đó để cho ta bớt đôi chó, bớt cái thị phi, để ta bớt đau khổ thì mình giúp. Còn mà mình dính bên đây kẹt bên kia thì chúng ta lại cùng chung với cái đó, chúng ta bị cuốn theo rồi thị phi phải quấy, rồi vui buồn lo sợ đủ thứ đó. Mà chúng ta quên đi, quay trở về ngày nay cái tâm của mình, thấy ở bên ngoài là cái gương để chúng ta quay trở về nỗ lực tu tập nữa, bớt cái thị phi bên ngoài. Says yes, that's correct. Dual awareness is not having judgment. In terms of judgment that brings you to you say something or have an action that brings suffering to yourself or others. You know, you still have, you still understand what's right and wrong, what's proper for, so that you can act or say something that is helpful for yourself and others. And, on to your path. Thank you. And thank you to all.